Vâng, xin được kính chào quý anh chị em quay trở lại với kênh của em Tới Ô Tô tại địa chỉ cơ sở 2 số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Trên thị trường xe đã qua sử dụng, em xin giới thiệu cho quý anh chị một mẫu xe mới về đến bên em vừa cập bến, thì đó là chiếc Kia Sorento được sản xuất 2015, máy phun dầu nhá quý anh chị. Đây, cùng em xem qua ngoại thất, nội thất của chiếc xe. Biển Hà Nội, cá nhân một chủ từ đầu. Phần đầu của chiếc xe đó là biểu tượng Kia đó, và bên cạnh đó là cụm đèn bi và giải đèn led ban ngày. Ngoài ra xe được trang bị đèn rửa đèn rất là hữu dụng nhá quý anh chị. Cảm biến trước sau ấy, và cụm đèn chiếu sương mù phía trước. Quý anh chị có thể để ý một chiếc xe nó rất là đối xứng nhau giữa hai bên chiếc xe đó quý anh chị nhá. Đây, lốp của chiếc xe còn rất là dày, mâm đúc đa chấu phay. Quý anh chị có thể để ý cả thân xe đấy ạ. Em sẽ vào phần ghế, hàng ghế trước và hàng ghế sau cho quý anh chị. Thì ngoài ra chiếc xe được trang bị chìa khóa thông minh, tay nắm cửa mạ cửa rôm nhé quý anh chị. Xe mới về thì bên em chưa dọn dẹp gì thì nhìn vẫn rất là mới. Xe đã qua sử dụng thì hàng ghế phụ thì hơi chút nhăn chút thôi quý anh chị nhá. Hơi nhăn chút. Xe được trang bị màn hình với lại phần nhìn tắp lô rất là đồ sộ, nhiều option luôn quý anh chị nhá. Xe có cả cửa sổ trời luôn ạ. Hàng ghế sau em bỏ bọc vô lăng ra còn rất là mới. Chủ xe rất là giữ gìn, nẹp chân kính và nẹp cong kính nhá quý anh chị. Phía bên trên kia quý anh chị có thể để ý, đó là giá lóc thể thao. Cụm đèn sau đây ạ. Động cơ dầu CRDI Sorento phun dầu quý anh chị nhá. Có camera lùi và cảm biến sau. Lốp sơ cua là lốp treo nhé quý anh chị. Đó, quý anh chị có thể để ý. Đây, hàng ghế sau và dụng cụ đi theo xe. Hàng ghế sau quý anh chị có thể giật lên, rèm che nắng. Chủ xe hàng ghế thứ 3 thì ngồi rất là ít. Mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này mới chỉ có 7 lít ngoài đô thị, kết hợp là 9,1 lít và trong đô thị đó là 12 lít. Sorento một cầu quý anh chị nhá. Xe trang bị ốp bậc lên xuống, chủ xe giữ nội thất rất là sạch đẹp luôn quý anh chị. Xe mới về đến bên em luôn. Xe có bảo dưỡng đấy ạ. Vâng. Vô lăng bọc da, xe chạy được 123.000 km rồi quý anh chị nhá. Có ga tự động này, cụm đèn trước, gương kính được chỉnh điện một chạm này. Nắp bình xăng ở đây quý anh chị nhá. Hộp số tự động, chế độ lái tiết kiệm, điều hòa tự động hai vùng, màn hình Android, màn hình theo xe đấy quý anh chị nhé. Phụ kiện theo xe có gương chống chói thì, và ngoài ra thì xe còn được lắp cam hành trình nữa. Một chiếc xe đã qua sử dụng thì em xin cam kết cho quý anh chị một chiếc xe không bị tai nạn đâm đụng, ảnh hưởng đến khung kết cấu gầm xe, xe không bị ngập nước, giấy tờ an ninh pháp lý đầy đủ, xe không bị tháo cổng máy. Ngoài ra xe cũng bên em cam kết cho anh chị là không bị phạt nguội luôn ạ. Vâng, thì với chiếc xe này bên em đang có giá bán cho quý anh chị là 680 triệu quý anh chị nhé. Quý anh chị chỉ cần đâu đó là 220 triệu là có thể sở hữu chiếc xe này về với gia đình của mình. Thì chiếc xe này
Nếu quý anh chị đăng ký kênh thì em sẽ tặng cho quý anh chị trực tiếp vào tài khoản từ 5 đến 15 triệu khi quý anh chị đến mua xe. Rất mong quý anh chị ủng hộ kênh cho em tới ô tô. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý anh chị. Xin cảm ơn.